em tên gì em? Nhiêu tuổi? À, anh đi cũng tuổi nhé. À, cái đầu em có vết thương chảy máu ra đây coi. Rồi vết thương dài khoảng 5 cm đang bị rách da đầu, chảy máu nhiều. Để anh xử lý vết thương này, anh băng chuyển lên phía trên nhé. Đừng quá lo lắng nha. Ngồi được không? Rồi, ngồi, ngồi, ngồi. Nha, dựa vô. Đúng rồi, cũng bình tĩnh nha. Rồi. Rớt ra thì bỏ lại đừng có gấp vô nha. Động viên cái là đừng đỡ điểm. Rồi quay nè, một vòng đứng cho là tụi quanh nha, một vòng rồi là thẳng lên nha. Con này lăn rồi ha, chỉnh này ha, chỉnh này cái tay này, cái tay này hơi khéo một chút, ruột ha. Mày lăn xuống trước, mày đè lên chưa, rồi ấp lên ngay lên trước, mày giữa trán luôn thấy chưa, đó, ôm lên trước, mày lăn đè nó, chuyển tay thấy chưa, mở lên xuống đây, dòng này giữ chặt chặt nữa nha, rồi mày lăn qua đè nó, xây lại làm sao nó cũng ôm lại ngay chỗ dùng chấm luôn. Rồi, hấp lên. Hấp băng rồi. Đúng rồi. Băng với người ta đủ rồi, đừng có lo lắng ha. Rồi, dùng nè. Hấp lên. Rồi. Đèn lại tiếp. Chưa, chuyển tay. Hấp lại. Đó. Mày đi trước. Đèn lên. Hết rồi không? Đây luôn. Giờ cho phong bật hai quá, một vòng. Hai. Rồi, cái này. Rồi, thấy chưa? Rồi, móc chưa? Chỉnh lên. Rồi, em băng rồi á, vết thương hết chảy máu rồi, cầm máu lại ha. Còn em yên tâm nha, có thể chuyển em lên phía trên đường chuyển, em có bị đau nhức có chỗ máu gì báo thì chuyển cho anh ha. Rồi, xong.